Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chốt vụ De Jong chiêu mộ Bellingham. 6 điểm tương đồng giữa Ten Hag và Sir Alex. Maguire ra tuyên bố đánh thép với Ten Hag và còn nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chốt vụ De Jong chiêu mộ giúp Bellingham. Ten đã theo đuổi De Jong suốt 13 tuần của mùa hè, nhưng vì nhiều lý do, hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Cuối cùng, MU đã chuyển sang chiêu mộ Casemiro của Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa MU sẽ từ bỏ thương vụ này. Theo Manchester Evening News, Ten đang mở cuộc đàm phán thứ hai với cầu thủ người Hà Lan. Song giờ đây, De Jong chỉ nằm sau lựa chọn rút Bellingham trong danh sách chuyển nhượng ưu tiên của MU. Bellingham kể từ khi đến Đức đã vươn mình trở thành một ngôi sao của Bundesliga. Mới đây, anh cũng tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh tại World Cup 2022. Dortmund từng tuyên bố rằng sẽ không bán Bellingham với giá dưới 150 triệu euro, do đó MU cần vượt qua rào cản về mặt tài chính nếu muốn sở hữu tiền vệ người Anh danh sách chính thức những sao bị bán vào mùa hè Erik Ten Hag của MU đã hoàn thiện bản danh sách cầu thủ sẽ bị bán đi ngay trong mùa hè tới tại phiên chợ mùa đông năm nay dù không được cấp nhiều chi phí nhưng MU vẫn đang cố gắng hết sức để mang đến những sự thay đổi về mặt nhân sự trước đó ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022 Erik Ten Hag cũng đã thực hiện một cuộc cách mạng hàng loạt những ngôi sao như Pogba, Edison Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard, Neymar, Zamatic đã chính thức chia tay câu lạc bộ. Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Hà Lan cũng mang về những cái tên đáng chú ý là Lisandro Martinez, Eriksen hay tân binh bom tấn Anthony. Dù đã quyết liệt trong việc thành lọc đội hình và mang về những sự thay đổi mới, nhưng dường như Eric Ten Hag vẫn chưa hài lòng hoàn toàn với chất lượng nhân sự hiện tại. Nhà cầm quân 52 tuổi vẫn cần bổ sung thêm nhiều cầu thủ mới cũng như bán đi các ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của ông. Mới đây, theo nguồn tin từ Manchester Evening News, Eric Ten Hag đã hoàn thiện xong danh sách những cái tên sẽ phải chia tay MU ngay trong mùa hè này. 6 điểm tương đồng khó tin giữa Ten Hag và Sir Alex. Sau thời gian đầu đối mặt với nhiều khó khăn, Erik Ten Hag đang đưa MU đi đúng hướng, các cổ động viên Quỷ Đỏ có quyền mơ bộng về một tương lai tươi sáng của câu lạc bộ. Đặc biệt khi Ten Hag mang nhiều nét tương đồng với huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson, một mạnh tay với Ronaldo Sir nổi tiếng cứng rắn và không ngần ngại loại bỏ những học trò mà ông vốn hết mực yêu thương, cụ thể là trường hợp của bộ đôi David Beckham và Stam. tương tự Ferguson, huấn luyện viên Ten Hag đã thẳng tay gạt bỏ Ronaldo khỏi MU, một điều tưởng chừng như không thể xảy ra khi CR7 trở lại Old Trafford vào mùa hè năm 2021, đụng đến người tự cho mình là vùng cấm đã cho thấy quyền lực lẫn ca tính của Ten Hag và đây là điều cần thiết để có thể lèo lái một câu lạc bộ lớn như MU hay máy xếp tóc. select không ngại bắn mỏ các cầu thủ khi họ không thực hiện đúng kế hoạch của ông và Ten Hag cũng vậy. Chiến lược gia người Hà Lan đã cho thấy sự tức giận khi MU bại 0-4 dưới tay Brentford hồi đầu mùa này bằng cách chạy bù quãng đường chạy ít hơn đối thủ. Cái hay của Ten Hag là ông còn đồng cam cộng khổ cùng chạy với các học trò thay vì chỉ đứng ra lệnh. Điều này giúp cựu thuyền trưởng Ajax nhanh chóng thu phục được những cái tôi lớn trong phòng thay đồ của câu lạc bộ. 3, đội trưởng của MU. Khi vào sân ở phút cuối cùng trong trận derby Manchester, đội trưởng Harry Maguire đã quay về phía đông đảo cổ động viên nhà, ra hiệu cho họ tiếp tục truyền lửa cho toàn đội. Maguire vẫn là thủ lĩnh của MU bất chấp không còn được đá chính thường xuyên. Ten Hag đã xử lý cực tốt trường hợp của Maguire. Cựu ngôi sao Leicester muốn được ra sân đều đặn, nhưng anh kiên quyết bám trụ tại quỷ đỏ để tìm cơ hội thay vì chấp nhận ra đi như một kẻ thất bại. Trong quá khứ, Brian Robson chỉ đá chính hai lần ở mùa giải MU dành chức vô địch ngoại hạng Anh lần đầu tiên. 4. Phòng thay đồ. Không có bất kỳ sự dẫn đất nào xuất hiện trong phòng thay đồ. Đây là một nhận xét quan trọng từ huyền thoại về MU. Những sự lục đục bất mãn nơi hậu trường của các cầu thủ MU đã trở thành vấn đề nổi cộm trong thời kỳ hậu Ferguson Một ví dụ điển hình là các cầu thủ phớt lờ phân tích được gửi cho họ qua email trong nhiệm kỳ của huấn luyện viên Louis Van Gaal. Giờ đây, toàn đội giam giáp nghe theo sự chỉ dẫn của Erik Ten Hag trở thành một tập thể đoàn kết. Dù chưa thể mơ mộng vô địch ngoại hạng Anh mùa này, song MU hoàn toàn có thể có được một thứ hạng tốt nhờ sự nỗ lực của toàn đội. 5. Kỳ luật Trong một luận án ở Harvard về các quản lý của Ferguson, người ta đã trích dẫn lời của ông đối với một cầu thủ và đối với bất kỳ con người nào, không có gì tốt hơn là nghe được từ làm tốt lắm. Đó là hai từ hay nhất được phát minh ra trong thể thao. Eric Ten Hag đã dành cho các cầu thủ của mình những lời khen ngợi, song cũng tỏ ra cứng rắn khi cần thiết. Mà Curtis đang đạt phong độ cao nhất nhưng cũng không thoát án phạt do ngủ quên và trễ họp đội. Anh được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Wolverhampton rồi ghi bàn. Trước đó Ronaldo bị loại khỏi đội sau khi từ chối vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Tottenham. 5. Động cơ của câu lạc bộ. Paulin và Roy Keane là sự kết hợp cực kỳ ăn ý ở tuyến giữa trong chức vô địch ngoại hạng Anh 1993 94 của MU, một trong những đội hình xuất sắc nhất dưới thời Ferguson. Ten Hag đã chi 65 triệu bảng cho Casemiro vào thời điểm được coi là đắt đỏ đối với một cầu thủ 30 tuổi. Dù vậy, màn trình diễn của tiền vệ người Brazil cho tới nay đã chứng minh những gì MU đã chi ra đáng từng xu từng hào. Casemiro kết hợp với Christian Eriksen tạo thành bộ đôi không thể thay thế của quỷ đỏ. Điều đáng ngại là Eriksen đã gặp chấn thương nặng và nghỉ khoảng 3 tháng. Với Casemiro rất hài lòng với cuộc sống ở MU. Casemiro không chỉ phòng thủ tốt, anh còn gây ấn tượng với khả năng hỗ trợ tấn công. Trong một chia sẻ mới nhất, Casemiro khẳng định anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cầu thủ 30 tuổi cho biết tôi được mọi người giúp đỡ rất nhiều ngay khi đặt chân đến mu tôi đã được cổ động viên yêu mến được ba lãnh đạo và các đồng đội tận tình giúp đỡ tiếng anh tương đối khó nhưng tôi thực sự đang cố gắng để tiến bộ hơn tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại tôi cảm giác rằng đây như là nhà của mình vậy Đội bóng đã nỗ lực để có tôi ở hè 2022. Tôi đánh giá cao quyết tâm của họ. Tôi rất thoải mái ở MU, vô cùng hạnh phúc khi được ở đây và tận hưởng từng khoảnh khắc như một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng quan trọng nhất là thấy đội ngày càng phát triển. Tôi thực sự thích nơi này. Tôi muốn cống hiến tất cả những gì tốt nhất của mình. Tôi muốn cùng MU giành chiến thắng và giành những danh hiệu. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ, nhân viên và lãnh đạo. Tôi chỉ có thể biết ơn. Harry Maguire ra tuyên bố đanh thép với tên hát. Mới đây, đích thân Harry Maguire đã lên tiếng về việc bản thân luôn phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Anh đã bày tỏ mong muốn được ra sân thi đấu thường xuyên hơn nữa. Maguire trả lời phỏng vấn: "Tôi đã 29 tuổi và chưa từng trải qua tình cảnh này trong sự nghiệp của mình. Đây là điều tôi không muốn, nhưng đó là một phần của bóng đá. Tôi vẫn thúc đẩy bản thân nỗ lực và chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Khi cơ hội đến, tôi cần phải nắm lấy nó." Hậu vệ 29 tuổi chia sẻ. Chúng tôi biết câu lạc bộ này cần sự cạnh tranh cho các vị trí. MU có những trung vệ hàng đầu trong đội hình, do đó sự cạnh tranh là rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang thi đấu ở nhiều mặt trận và tôi nghĩ tất cả đều có cơ hội thể hiện mình từ giờ cho đến cuối mùa giải. MU đón lợi thế cực lớn trước đại chiến gặp Barca. MU mới đây đã nhận tin tốt về mặt lực lượng trước thềm cuộc đấu sống còn gặp Barca tại vòng loại trực tiếp Europa League sắp tới gác khổng lồ xứ catalan hiện đang dẫn đầu la liga và cũng quyết tâm cao độ với mục tiêu đoạt cúp châu âu dẫu vậy trong khi cặp đấu còn hơn nửa tháng nữa mới khởi tranh thì mới đây barca đã phải đón nhận một tổn thất lớn cụ thể ngồi sao chạy cánh abre dembele đã gặp chấn thương trong chiến thắng với barca trước girona tại la liga Tuyển thủ Pháp chỉ 26 phút đã phải rời sân trong khi tay ôm lấy đùi trái đầy đau đớn. Theo tờ Sport, thân cận với Barca, chấn thương của Dembele không quá nặng nhưng sẽ khiến anh phải ngồi ngoài từ 20 đến 30 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ít nhất 4 trận La Liga cũng như lượt đi vòng loại trực tiếp Europa League gặp MU hôm 17 tháng 2. Tổn thất này của Barca vô hình chung lại là một lợi thế về mặt lực lượng với MU, bởi lẽ Dembele đang là một trong những ngòi nổ nguy hiểm và quan trọng bậc nhất của đội bóng La Liga. Thống kê cho thấy Dembele là một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất của Barca mùa này khi đã đóng góp tới 8 bàn và 7 kiến tạo, góp công lớn giúp câu lạc bộ chiếm ngôi đầu La Liga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.